Úi dồi, ông đại, ông đại. Có em gái xinh quá đang hỏng xe phải ông đại? Để anh kiểm tra cho nhé. Ông đệ kiểm tra xem làm sao. Trời ơi, xe đẹp đây mà. Người đẹp đi đâu đấy? Em đi làm về tự nhiên xe nó không đi được. Xong chưa? Chắc được rồi đấy, không sao đâu. Chắc xe cái điện gì đâu. Không có bị gì cả. Đấy, được rồi đấy. Cảm ơn nhá. Đẹp thế nhờ.